Xin chào anh chị nhà đầu tư mình ha Chào mừng chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoản phải Finance Thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị Minh Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhìn chung là một phiên mở biên rơi của thị trường của chúng ta nhưng mà anh chị mình xem qua cái yếu tố thanh khoản thì nó không có những cái dấu hiệu nó gia tăng mà hầu như là cái yếu tố thanh khoản ở những cái phiên giảm điểm đó, nó không có lớn thì đây là những cái yếu tố mà hầu như là cho thấy được là thị trường chung của chúng ta hiện tại là một cái thời điểm mà nó đang cạn đi về những cái lực cầu thì đối với cái thời điểm hiện tại của thị trường hôm nay thì trong cái tuần này cũng là cái tuần mà để mà người ta, để mà các doanh nghiệp các quỹ là chốt nợ về cuối năm đấy nên là có thể là những cái lượng tiền này đang có những cái dấu hiệu người ta thu về đấy người ta thu về để mà người ta làm các báo cáo kết quả tài chính thì sau có cái, cái quá trình làm xong cái báo kết quả của tài chính này để mà nó làm cho một cái báo cáo gọi là nó tích cực nó có những cái động thái gọi là nó tối ưu nhất nó tốt nhất để mà cùng báo cáo với nhà đầu tư đã báo cáo với cổ đông nên, là nó làm cho cái lượng cầu trong những cái phiên gần đây anh chị mình thấy là những cái yếu tố sụt giảm rất là mạnh có nghĩa là những cái lượng cầu này á là những cái dòng tiền người ta bắt đầu người ta chốt ra người ta chưa giải ngân trở lại đã nên là nó làm cho cái yếu tố gọi là khi mà những cái cái lượng cung hàng nó tung ra chỉ cần nhẹ thôi những cái lực cung hàng em đánh giá là hầu như là trong xuyên suốt những cái phiên vừa rồi cái điểm gọi là cái điểm sáng của thị trường á rồi gọi là ở những cái phiên giảm điểm á là nó hầu như là nó không xuất hiện cái yếu tố tháo mà đa phần là cái yếu tố mà nó không có được những cái lực cầu để mà nó đối ứng lại với những cái lượng cung hàng bán ra nên là nó làm cho cái yếu tố chỉ số trượt biên của thị trường hiện tại đã đang tương đối lớn đã lên đương, tương đối lớn và hầu như là đóng góp bởi những cái mã cổ phiếu gọi là mã cổ phiếu trụ thôi anh chị mình xem qua này khi mà yếu tố trụ nó bị e, à, gọi là nó bị ép về mặt chỉ số á, thì vô cùng chúng nó kéo theo những cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành khác nó tạo ra những cái quá trình nó trượt biên đó nhưng mà yếu tố gọi là nó không đi kèm với cái yếu tố về mặt thanh khoản ha à, đó nên là những cái nhóm này giống như hầu như là những họ, họ nhà vinh á Vít vinh Home này hay là những cái mã cổ phiếu thuộc dạng lớn á, thì nó đa phần nó yếu gọi là nó làm cho chỉ số của chúng ta nó gọi là nó giảm điểm tương đối mạnh vì vô hình sau đó thì nó có mang cái tính chất gọi là mang tính chất kéo theo đó nên là hầu như là trong những cái giai đoạn này, đoạn này của thị trường em cũng không cập nhật với anh chị mình là mình nên gọi là anh chị mình tùy trọng cao về mặt và riêng hết, thì mình nên hạ tại vì sao chị tại vì bây giờ á anh chị mình xem qua nè những cái yếu tố mà gọi là nó đánh gọi là những cái yếu tố thủng nền đi mà nó không đi kèm cái volume có nghĩa là anh chị mình về cái yếu tố gọi là về cái quy luật về mặt gọi là cái quy luật về mặt giá giảm á về mặt cung cầu á anh chị mình xem qua nè yếu tố thủng nền nhưng mà cái volume nó không có lớn nó làm cho một cái cái tâm lý của những nhà đầu tư đa phần là những nhà đầu tư gọi là mình đang kẹp cái lượng margin riêng á có nghĩa là cái tỷ lệ cái tài khoản của chị mình đang margin riêng cao á mình sẽ chịu nhiều cái áp lực về mặt tâm lý có nghĩa là khi mà mình thấy thụng như thế này này thì thông thường khi mà thùng với lại volume lớn á thì mình sẽ dễ nhận diện và mình dễ xử lý hơn còn khi mà nó giảm với một cái volume bé như thế này này chúng ta cho một cái vấn đề là cái lượng cầu nó không đủ để mà nó đối ứng lại đối với những cái lượng cung hàng tuôn ra đó nên là thường là nhà đầu tư mình sẽ bị xu hướng gọi là lớn lự gọi là bán ra thì sợ nó hồi lại nhưng mà gọi là mua gọi là giữ tiếp á, thì nó gọi là nó sẽ bao mòn cái NV của anh chị mình đấy là đặc biệt đối với những nhà đầu tư mình đang cầm với một cái tỷ lệ margin lớn đó là hầu như là trong xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa rồi cái thứ nhất là em khuyên anh chị mình gọi là mình hại tỷ trọng cái thứ hai là mình hại vào những cái lượng hàng margin riêng có một vài cái mạng cổ phiếu á, thì em cũng có lấy trước những cái vị thế mình chờ đợi những cái tín hiệu mở biên lên của thị trường và những yếu tố dòng tiền vào á thì hôm nay thì nhìn chung là nó không gọi là nó không đi theo những cái xuống về mặt kỳ vọng đấy nên là những cái vị thế mà mình lấy ở phiên thứ sáu vừa rồi nó đang gọi là nó đang bị lỗ lỗ nhẹ anh chị ha giống như là những cái con như là con BVD ấy em cũng có cập nhật với anh chị mình á là nhìn chung là nó có những cái xu hướng nó quay trở lại nhưng mà gọi là sáng nay nó có những cái tín hiệu nó bước thoát rất là tốt nhưng mà gặp thị trường chung chúng ta nó không đủ những cái điều kiện để mà nó tạo ra những cái xung lực mạnh để mà nó tạo ra những cái tín hiệu nó bước thì nhìn chung là nó vẫn về lại những vùng nền này thôi anh chị ha có thể là quanh quanh cái ngưỡng này này nó sẽ tạo ra một cái vùng nền biên mới ha đó là những cái vị thế mà nhìn chung là mình cũng lái trước cái vị thế thôi để mà mình chờ đợi những cái phiên gọi là cái phiên mở biên lên để mà mình gia tăng nhưng mà nó không đạt kỳ vọng thì có thể là xem những cái cách vận động ngày mai của thị trường chung của chúng ta để mà mình đưa ra những cái hướng xử lý đối với những cái lượng hàng vị thế của mình trong cái phiên thứ sáu vừa rồi ha rồi đối với cái quay trở lại đối với thị trường chung của chúng ta thì nhìn chung á là đa phần những cái phiên này em đánh giá là nó đang ép cái tâm lý của những nhà đầu tư đang cầm những cái lượng tiền mà riêng có nghĩa là những cái mã cổ phiếu nó trượt giá nó làm tạo ra những cái biến độ giá nó rất là mạnh có nghĩa là những cái mã cổ phiếu nó nó giảm sàn đi nhưng mà cái bạn chất ra cái volume nó không có nhiều nó nó vẫn không có nhiều nên là nó vẫn dẫn đến một cái tình trạng là cái tâm lý chị mình gọi là bán ra mình sợ hồi lại nhưng mà gọi là khi mà chị mình nắm giữ thì nó lại làm cho cái cái gọi là cái danh mục của mình nó ăn mòn đi có nghĩa là những cái khoản lỗ nhỏ nó bắt đầu nó dần hình thành những những cái con lỗ lớn giống như là đơn cử giống như là những cái giống ngành thép đây anh chị mình thấy này yếu tố trước trước biên này nhưng mà bạn chắc cái volume nó không có lớn đấy nên là khi mà một khi nó thủng nè thì cái tâm lý của mình sao vậy? tâm lý của mình là mình chờ hồi nhưng mà cái bản chắc ra có những cái mã cổ phiếu nó hồi phục được nhưng mà có những cái mã cổ phiếu nó lại không có hồi giống như là những cái con mà con bất động sản này em có cứ này cho anh chị mình á cứ hồi lên về vùng gọi là nó sẽ cho cơ hội cho anh chị mình để mà mình xử lý có nghĩa là khi mà nó thùng lên này thì sau đó nó bắt đầu nó bắt test trở lại Đấy thì test những cái nhịp test đầu tiên luôn là những cái nhịp để cho anh chị mình xử lý cái lượng hàng đấy, hôm này nó hôm nay là tiếp tục nó tạo ra những biên rơi tức là những cây cây những con dg này anh chị không thùng này này nó vẫn cho anh chị mình cơ hội để cho anh chị mình gọi là mình bán ra đấy cái quan trọng nhất là nó cho điểm xử lý này cái quan trọng nhất là cái hành động của mình như thế nào thôi ha đấy nên là đối với những cái mà cổ phiếu nó trượt biên này có những cái mà cổ phiếu nó hồi lại nhưng mà có những cái mà cổ phiếu nó trượt biên sau đó rất là lâu sau nó mới hồi lại giống như, như là con ghét này đấy để mà nó hồi lại lên nền này tương đối khó anh chị ha có thể là nó hồi lên nó đã cung chung một cái nhịp đập của thị trường á nên là những cái con này nè, là những cái con mà nó sẽ hồi rất là yếu nhưng mà khi mà cái lập bán tuôn ra nó sẽ bán rất là mạnh nên là mình phải canh những cái điểm gọi là thúng nên mình phải bắt buộc mình sẽ phải xử lý thôi còn là khi mà yếu tố thúng nền á thì cổ phiếu nó sẽ hồi phục rất là lâu anh chị ha hay là con vcg này hôm nay cũng coi cũng cho mình cũng là cho anh chị mình gọi là mình để mà mình xử lý nè gọi là những cái mã thống lên này, này, hồi phục lại test nền này, này, đó là những cái điểm để cho anh chị mình xử lý thôi, anh chị ha. thì đối với cái thị trường thời điểm hiện tại là một cái thị trường mà nó đang có những cái tín hiệu nó mở biên rơi, mở biên rơi, tuy nhiên là nó không kèm với gọi là không kèm cái yếu tố với mặt volume nên làm đánh giá là với những cái thương, những cái phiên mà không kèm với yếu tố volume như thế này, có thể nói là một phiên, một hai phiên sắp tới có thể là nó sẽ tạo ra một cái phiên gọi là cái phiên hồi phục. Đấy, cái phiên hồi phục nó giống, nó sẽ là cái thứ nhất, cái thứ hai á là khi mà nó đang gần với những cái vùng chân gọi là chân ở gọi là chân những cái đoạn sông trước có nghĩa là chân những cái đoạn sông trước đi lên như thế này nè thì nó về lại vùng này nó sẽ gặp là những cái yếu tố hỗ trợ và có thể nó sẽ tạo ra những cái quá trình gọi là nó cân bằng mới nó tích lũy gọi là tích lũy đáy Đấy, tích lũy ở những cái vùng giá thấp sau đó nó tạo ra những cái yếu tố mở biên lên trở lại nên nó giống với những cái giai đoạn này này giai đoạn này này anh chị ha tích lũy không thành công này lực cầu không vào thì cổ phiếu nó tiếp tục nó tạo ra những cái điểm giấu ha à, những những cái điểm giấu thì quanh cái vùng gọi là cái vùng à, gáp trước là khoảng vùng à, 970 cộng trừ đó thì nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ tiếp theo của thị trường của chúng ta thì mình sẽ kỳ vọng cho những cái nhịp này tương tự giống như giai đoạn này nè nói cái yếu tố mở biên này cổ phiếu test lại này test lại tích lũy này nhưng mà dòng tiền không vào thì cổ phiếu nó tiếp tục nó mở tạo ra một cái biên rơi Đấy, nhưng mà cái biên rơi này á, cái điểm tiêu cực của nó là có nó có đi kèm với mặt gọi là về mặt volume có nghĩa là cái phiên này là cái phiên up thấp gọi là up top rất là rõ ràng của thị trường của chúng ta nhưng mà đối với những cái giai đoạn này nó lại không xuất hiện đi kèm với yếu tố về mặt volume nó là nhìn chung là về hai cái thái cực thì em vẫn đánh giá là cái thời điểm này cái yếu tố thị trường chung của chúng ta để mà nó tạo ra những yếu tố giảm sâu giảm thấp giống như giai đoạn này em đánh giá là thì sẽ tương đối khó nó là nhưng trong là mình sẽ kỳ vọng cho một cái yếu tố gọi là khi mà nó về lại những cái vùng chân này đây này, này, những vùng chân đi lên này, cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó tạo ra những cái biên độ gọi là biên độ tích lũy này. Nó tích lũy nền mới để mà nó chờ đợi một cái cơn giá đồng tiếp tục chính là những yếu tố về mặt dòng tiền. Thì mình lật xem qua những cái lịch sử những cái gọi là cái gọi là giai đoạn cuối năm giai đoạn trước đây thì hầu như là gọi là trước gọi là trước những cái gọi là Tết Tết á, trước Tết á Trước Tết âm á, thì thường thị trường chung của chúng ta sẽ có một cái pha gãy, tại vì cái lúc đó là những cái lúc mà cái lượng cầu của thị trường nó sẽ yếu nhất ha. Anh chị mình xem qua nè, kể từ cái thời Covid thì mình không nói, tại vì Covid thì nó ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về bên ngoài. Thì tiếp theo này, những cái thời điểm mà cổ phiếu gãy tiếp theo này, Đây nè, anh chị thông. Tháng tháng giữa tháng 1, có nghĩa là trước cái Tết âm thị trường của chúng ta có một cái pha gãy tại vì những cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian mà cái lượng cầu nó sẽ tương đối yếu tại vì lúc đó là những cái lúc mà doanh nghiệp này hay là các quỹ này người ta thu cái tiền về để mà người ta phục vụ cho cái quá trình chốt cái niên độ năm ha là, nhưng mà cái quá trình này á, nó diễn ra ngắn thôi nói khi nào cái yếu tố dòng tiền giải ngân trở lại á, thì nó sẽ tạo ra một cái điểm sống mới ha tương tự như thế nè thì em cũng cũng gọi là mình nghiên cứu qua thì mình gặp mà gọi là trải qua những cái giai đoạn này á, thì mình có để ý nên là anh chị thấy không tháng một này nó giảm một cái quá trình giảm này đó, lúc đó là những cái lực cầu mà nó yếu nhất nên là khi mà cái lượng cung nó tuôn ra nó dễ tạo ra những cái quá trình giảm điểm như thế này nhưng mà những cái yếu tố như thế này á là nó chỉ mang tính chất gọi là mang tính chất ngắn hạn thôi đấy nên là khi mà cái yếu tố gọi là để mà những cái yếu, cái phục vụ cho những cái việc mà chốt niên độ xong rồi á thì cái lượng cầu nó quay trở lại đối với thị trường á thì nó sẽ tạo ra một cái vùng nền biên tăng mới anh chị ha nó tương tự giống như thế này nè đó nên là cái giai đoạn này là giai đoạn mà nó gọi là nó có một cái yếu tố gọi là giảm nó rất là nhanh nè đó, anh chị ha nên là giai đoạn này cũng thế nè đó, trước tết nè trước tết âm nè cũng là một cái quá trình giảm điểm À, nhưng mà em nó làm cũng sẽ kỳ vọng cho một cái quá trình nó sẽ không có giảm sâu mà nó sẽ với gọi là nó sẽ chờ đợi một cái yếu tố dòng tiền vào khi mà nó tạo ra những cái yếu tố tích lũy trở lại những cái vùng quanh những cái vùng nền. Nên là tiếp theo giai đoạn tiếp theo của thị trường mình sẽ liên tục mình sẽ tiếp tục mình chờ đợi một cái pha công bằng mới. Một cái pha cân bằng mới nó sẽ đạt được những cái điều kiện á là khi mà là các cổ phiếu nó đi trong một cái vùng nền xa quay, đấy, sau đó cái dòng tiền vào mở biên trở lại thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái điểm sóng mới. Nó tương tự giống như giai đoạn này nè ha. nè. Đó khi mà cổ phiếu nó biên rơi này nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái cái mẫu hình mẫu hình đáy nghĩa là mẫu hình hai đáy hay là mẫu hình tích lũy đó nhưng mà cái quan trọng nhất nó phải có một yếu tố dòng tiền vào mở biên đấy thì nó sẽ tạo ra một cái điểm sóng mới ha nó tương tự giống như giai đoạn này như thế đây này mẫu hình gọi là mẫu hình mẫu hình đảo chiều xu hướng chính là mẫu hình island reversal đấy nó quan trọng nhất là nó phải có một cái phiên gọi là dòng tiền vào mở biên đấy cái phiên này là một cái phiên rất là quan trọng đối với thị trường của chúng ta ha nên là sau đó là có một cái giai đoạn đánh sóng mới đấy, nên là cái cái thời điểm hiện tại cũng thế là thị trường cũng đang chờ đợi một cái phiên gọi là cái phiên mờ biên về mặt dòng tiền còn đối với cái phiên ngày hôm nay thì mình đánh giá là để mà thị trường của chúng ta nó tạo ra một cái biên tăng mới thì nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian có nghĩa là có thể là sau cái quá trình mở biên rơi trong cái phiên ngày hôm nay thì nó quay trở lại những cái vùng nền chân cân sóng này này nó tạo ra một cái quá trình tích lũy nền mới tích lũy nó mới sau đó nó tạo phải tạo ra một cái mẫu hình đấy hay là nó đâu mẫu hình tích lũy sau đó dòng tiền mở biên trở lại thì lúc đó anh chị mình có thể mình chú ý mình gọi là mình tham gia đấy mình tham gia vào những cái thời điểm gọi là mở biên lên còn những cái thời điểm này là một cái thời điểm mà nó sẽ ép tâm lý của anh chị mình cực kỳ lớn đặc biệt là những anh chị nào đang cầm một cái tỷ lệ mở riêng cao anh chị ha, cao ấy cái sức ép về gọi là thứ nhất là sức ép về cái cái tỷ lệ tài khoản cái thứ hai là cái sức ép về những cái lãi vay anh chị anh nó sẽ làm cho cái tâm lý của anh chị mình nó cực kỳ khó chịu đấy cực kỳ khó chịu thì đối với những cái mã cổ phiếu mà nó trượt biên nó không mang tính chất gọi là nó không mang tính chất gọi là bán tháo á giống như giống như là những cái nhóm anh mình sẽ đi qua mình review nè nên là mình chung là đối với những cái phiên như thế này thì mình cứ chờ đợi thôi thì nhìn chung là nó sẽ ở những cái vùng nền gọi là vùng chân đi trước nè mình kỳ vọng cho một cái điểm hỗ trợ anh chị ha nên là cái yếu tố này là cái yếu tố nhìn chung là em không không bi quan của thị trường đâu tại vì cái bản chất là những cái điểm sống á em cũng có khuyến nghị anh chị mình bán ở cái phiên ngày 12 tháng 12 thì sau đó mình tham gia lại với những cái tỷ đồng nhỏ mình lỗ nhẹ lại cái phiên này Đấy, còn cái phiên thứ sáu vừa rồi mình có lấy vì thế thì nếu mà ngày mai cái xu hướng thị trường không tốt á thì mình sẽ bắt đầu mình thoát ra tiếp để mà mình chờ đợi những cái cơ hội mới. đó là cái áp lực gọi là cái quan trọng nhất là cái thứ nhất là cái vị thế chị mình mua. Cái thứ hai á là cái cái giá vốn của chị mình. Cái thứ ba á là cái việc mà cái cách đi vốn của chị mình, cái quy mô vốn của chị mình. Chứ còn bản chất giai đoạn này nè, em khuyến nghị cho chị mình rất là nhiều là cái việc mà mình đi vốn gọi là đi vốn kim tự tháp càng ở dưới thấp á, càng ở dưới thấp mà có những cái dấu hiệu mở biên đi lên nè, từ những cái vùng nền chân con sóng này, mình đi với một cái tỷ trọng lớn càng lên cao là mình bắt đầu mình hạ quy mô đó còn những cái giai đoạn này là giai đoạn để mà mình thăm dò đó để mình thăm gia mình vị thế thôi mình chờ đợi những cái phiên mở biên lên nhưng mà hầu như là thị trường hiện tại nó đang gọi là nó không đi theo một cái mức độ kỳ vọng của mình thì những cái vị thế này thì hàng về ngày mai á, thì có thể là mình sẽ canh những cái điểm nếu mà nó không có được những cái sự hấp thụ tốt á, thì mình sẽ bắt đầu mình xử lý ra thì cái con lỗ nhìn chung là nó cũng không có quá là lớn đâu anh chị ha tại vì cái bản chất mình đi với một cái vị thế mà nó đâu phải là những cái trạng thái gọi là mình đánh xe máu trong giai đoạn này nữa đâu và mình đang chờ đợi những cái tín hiệu biên tiếp tục đối với thị trường ha à, còn kỳ vọng cho một cái quá trình về lại những cái điểm chân còn sống này nè thì mình kỳ vọng cho những cái mốc này nè là những cái mốc nó sẽ có được những cái sự hỗ trợ đấy sự hỗ trợ thì nếu mà nó tích gọi là nó tạo ra những cái quá trình gọi là quá trình quá trình này gọi là quá trình uh, cân bằng đáy của thị trường thì lúc đó mình sẽ tiếp tục mình tìm kiếm những cái cơ hội mới và vẫn minh vẫn gọi là tập trung vào những cái danh mục những cái cổ phiếu mà nó có những cái tín hiệu nó giữ nên nó giữ trên mới mới những cái cổ phiếu đó mới là những cái cổ phiếu mạnh còn những cái cổ phiếu mà nó có những cái tín hiệu nó trượt biên lớn á thì những cái cổ phiếu đó là những cái thời điểm để cho anh chị mình chọn lọc mà mình gọi là mình bỏ những cái cổ phiếu yếu ra để mà mình lựa chọn vào những cái nhóm ngành mạnh cho những cái câu sóng tiếp tục. Đây thì đây chính là những cái khoảng thời gian mà nó sẽ rất là tốt và nó sẽ là một cái khoảng thời gian để mà anh chị mình chọn lọc những cái xu hướng của cổ phiếu nó cực kỳ cực kỳ tốt ha. Thì cái trước mắt của anh chị mình á nếu mà anh chị mình gọi là mình đang kẹp những cái lượng riêng cao á thì bắt buộc mình phải hạ để mà chi để mà tránh những cái trường hợp xấu nhất của thị trường, để mà mình gọi là mình giảm tải những cái áp lực về mặt tâm lý, áp lực về mặt tài khoản và áp lực từ những cái chính cái danh mục của anh chị mình ha tại vì khi mà gọi là sai điểm thì mình phải bắt buông mình phải xử, xử lý thôi có những lúc á anh chị mình đánh sóng thì mình cứ nắm nắm hết sóng mình ra còn những có những lúc nó đi sai hay là những cái giai đoạn gọi là nó điều chỉnh giảm á thì mình gọi là mình cái quy mô vốn mình phải bắt buộc mình phải thu hẹp dần sai thì mình phải xử lý gọi là mình mua vì lý do gì thì mình bán vì lý do đó mình mua vì nắm sóng á thì khi hết sóng mình phải bắt buộc mình phải bán ra mình mua vì đánh ngắn á thì nó đi gọi là nó bùng nổ lên nhưng mà nó không gọi là nó không đặt kỳ vọng của chị mình á thì bắt buộc anh chị mình phải cơ cấu ha đó, nên là cái quan trọng nhất đối với cái thị trường của chúng ta là khi mình tăng á khi cổ phiếu nó có sóng khi thị trường của chúng ta có sóng cái quan trọng nhất anh chị mình kiếm được bao nhiêu có những cái yếu tố khi mà sai xu hướng khi mà cổ phiếu đi ngang hay là cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó mở biên rơi anh chị mình gọi là mình bị mất bao nhiêu đó, đấy mới là cái quan trọng Đó là những cái giai đoạn này nè là cái giai đoạn mình kiếm tiền giai đoạn đi lên là giai đoạn kiếm tiền còn giai đoạn đi xuống là những cái giai đoạn để mà mình giữ tiền đấy cái quan trọng nhất mình nên gọi là kiếm nhiều nhất trong giai đoạn này và mất ít nhất trong giai những cái giai đoạn mở biên của thị trường thì đấy sẽ là nó thì tô tô lại là cái danh mục và cái tỷ lệ của chị mình nó sẽ cực kỳ ha đấy nên là kiểu đây là một vài cái nhận định về mặt thị trường của chúng ta nên là em nhìn chung là kỳ vọng cho thị trường của chúng ta khi mà nó về lại những cái điểm hỗ trợ nó sẽ có những cái xuất bật tại vì cái bản chất cái yếu tố mở biên này nó không kèm với một cái volume tháo có nghĩa là cái, cái yếu tố gọi là nó sẽ giống với những một vài cái mạng cổ phiếu mà nó có những cái lực hồi á có thể nghĩa là nó giống có thể là nó giống những cái con giống như dg này khi mà nó giảm này nó không kèm cái volume thì có thể là trong những cái phiên á nó sẽ có một cái quá trình test nền trở lại thì quan trọng nhất sau một cái quá trình test nền á nó phải giữ được những cái vùng biên anh à, chị ha nên là có rất có nhiều những cái mảng cổ phiếu nó tạo ra những cái quá trình gãy nền dậu nhưng mà nó gãy nền dậu nó phải bắt buộc nó phải có một cái phiên gọi là cái phiên bùng nổ lên nó giống như con hoa sen này em cũng lấy ví dụ cho anh chị mình rất là nhiều trong những cái giai đoạn này có nghĩa là khi mà nó gãy nên này sau đó nó tạo ra những cái quá trình gọi là nó hồi nó test nên nhưng mà sau một cái quá trình test nên á thì nó phải bắt buộc nó phải có dòng tiền vào thì đấy mới là một cái yếu tố gọi là cái mẫu hình gãy nên vũ thành công và nó sẽ bước vào một cái điểm sống mới anh chị ha nên là cái quan trọng nhất để với, để mà mình đánh sống á là nó phải có một cái phi như thế này nè đấy đấy là một cái giai đoạn để mà mình nhận biết qua thị trường chung của chúng ta nó có những cái tín hiệu nó mới mở biên hay không hay là một cái cổ phiếu nó có bước vào một cái trend tăng mới hay không là cái phiên này anh chị ha cái phiên này chính là những cái phiên xác nhận còn những đa phần trong những cái giai đoạn này nè là những cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta nè nó đi ngang nó tích lũy nó cũng là những cái mẫu hình gãy nên dẫu nhưng mà nó chưa hoàn thành tại vì nó chưa xuất hiện cái phiên này ha là nó sẽ giống với những cái giai đoạn này này của thị trường hơn là những cái giai đoạn mà thị trường nó mở biên rơi nè nó mở biên này, có thể là trong cái phiên ngày mai chưa chắc thị trường đã giảm đâu Đấy, có thể là nó về lại những cái điểm hỗ trợ này Có thể nó sẽ tạo ra những cái quá trình gọi là hồi phục ngắn Đấy, hồi phục ngắn đối với một vài cái bảng cổ phiếu Thì nếu mà tốt, tích cực á, nó cứ đi ngang như, như thế này đi sau đó là một cái yếu tố dòng tiền vào trở lại đấy là một cái cái quan trọng nhất là phải có một cái yếu tố dòng tiền vào tại vì cái bản chất cái thị trường hiện tại em đánh giá là nó gọi là nó tích cực á là nó kiệt cung nhưng mà nó tích cực hơn là nó phải có được những lượng cầu hiện tại nó đang thiếu đi những cái lượng cầu đó thiếu đi những cái lượng cầu để mà nó dài ngân trở lại đối với thị trường của chúng ta ha đấy nên là khi mà cổ phiếu nó sai xu hướng thì trước mắt anh chị mình cứ bắt buộc mình phải xử lý đặc biệt là những cái tài, khoản anh chị mình đang cầm margin, ha còn những cái tài khoản mà anh chị mình cầm tí trong tiền mặt cao á thì giai đoạn này không phải là vấn đề thì đã lại là những cái cơ hội để cho anh chị mình mua những cái lượng hàng giá thấp, những cái cổ phiếu nó tích lũy tốt, gọi là nó tích lũy tốt ở những cái vùng giá thấp anh chị ha. Đấy nên là nhìn chung là giai đoạn này là những cái giai đoạn để mà mình chọn lọc. Đó, giai đoạn gọi là thị trường mở biên giảm á, nó sẽ là những cái giai đoạn chọn lọc để mà chi, để mà mình chuẩn bị cho một cái cái chu kỳ chứ không phải là những cái lúc mà cổ thị trường nó đã, đã tăng lên một vài phiên rồi, nó tăng lên rất là nhiều phiên rồi, nó ở những cái vùng giá cao rồi, lúc đó mình mới tạo ra những cái yếu tố chuẩn bị, lúc đó mình mới tham gia vào thì lúc đó là những cái giai đoạn mà cổ thị trường nó sẽ bắt đầu nó rất là khôi, nó tương tự giống như những cái giai đoạn này của thị trường ha, nên là mình chuẩn bị từ những cái điểm chân còn sống, á nó sẽ cực kỳ tốt nhất đối với thị trường của chúng ta ha, đó là một cái gọi là nhìn chung là những cái nhận định của em, thì nhìn chung á là cái thị trường của chúng ta áp lực bán tháo không có chủ yếu là nó thì thiếu đi những cái lượng cầu đối ứng nên là khả năng thị trường em vẫn kỳ vọng cho một cái quá trình về là những cái điểm gọi là điểm chăng gọi là chăng của những cái cơn sóng giai đoạn trước con nó sẽ có những cái lực đỡ chiết là nó sẽ có những cái điểm đỡ lên trước đã thì sau đó những cái quá trình đó nó còn có một cái quá trình tích lũy đáy trở lại dòng viên và mờ biên nó sẽ vào một cái xu hướng mới ha đó là một cái nó cũng sẽ là một cái một cái quá cái giai đoạn chứ không phải là ngày một ngày hai được nên là trước mắt là những cái giai đoạn mà nó sẽ dành cho những anh chị nào đang gọi là đang kẹp những cái lượng hàng hay là kẹp những cái danh mục á để mà mình xử lý trước trước mắt là anh chị mình phải xử lý trước cái lượng hàng mờ dinh trước đã ha để mà nó giảm tải những cái áp lực cho anh chị mình để mà gọi là nó thoải mái với mặt tâm lý thì anh chị mình sẽ chọn lọc được một cái mà cổ phiếu mà nó nó tốt hơn nó gọi là mình bỏ những cái mà cổ phiếu yếu đi để mà mình lựa chọn vào những cái cổ phiếu mạnh những cái cổ phiếu nào mà những cái dòng tiền nó lựa chọn trước thì anh chị mình sẽ chú ý mình tham gia có khả năng dẫn dắt cho những cái giai đoạn sau thì thời điểm này chính là những cái thời điểm để mà nó nó gọi là nó chọn lọc những cái cổ phiếu để mà nó lọc ra những cái cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu của thị trường ha để mà chuẩn bị cho một cái nhịp đánh sắp tới thì đó là cái nhận định của em về mặt thị trường chung của chúng ta thì tiếp theo mình sẽ đi qua một vài cái mã cổ phiếu để mà mình xem cái xu hướng tiếp theo của thị trường của cổ phiếu nó sẽ như thế nào thì mình sẽ đi một vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu thôi tại vì cái bản chất thị trường hiện tại em đánh giá là nó 80 đến 90 phần trăm cổ phiếu nó sẽ đi theo cái cách vận động của chung của thị trường nên là lát nữa anh chị mình xem qua cái việc mà mình phân tích cổ phiếu á, thì mình sẽ thấy những cái mô hình nó sẽ tương tự giống như cái thị trường chung của chúng ta nó chỉ có một vài cái mà cổ phiếu nó vẫn giữ được nhịp giống như là BVD thì nó vẫn giữ được nền quanh trên đây này, này thì nó khá là tốt nhưng mà thị trường chung của chúng ta nó không ủng hộ còn đa phần những cái cổ phiếu khác thì nó sẽ có một cái quá trình đã thuộc nền có những cái cổ phiếu nó đã thuộc nền trước có những cái cổ phiếu nó bắt đầu đã thuộc nền nhưng mà tôi lại thì những cái vận động chung theo vận động chung thì nó sẽ 80 phần trăm nó sẽ nó sẽ giống với cái thị trường chung của chúng ta nên là mình sẽ đi qua mình phân tích về những cái nhóm cổ phiếu nó cơ bản ha thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em Anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh Để mà nhận những cái thông báo mới nhất Cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo ha Thì đầu tiên mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái nhóm ngành Đầu tiên là nhóm ngành banh Đấy. ECB này nhìn chung là hôm trước nó giữ nền rất là tốt nhưng mà cái bản chất của cổ phiếu á, là cái tính gọi là cái thanh còn nó nó rất là gọi là nó hiện tại nó đang bị điều tiết tương đối cao có nghĩa là chỉ cần những cái lực bán nhỏ thôi cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu nó trực biên nhưng mà chỉ cần những cái lực bán nó đỡ gọi là những cái lực cầu nó đỡ lại thôi thì cổ phiếu nó sẽ tạo ra một cái quá trình nó tích lợi tác cung rất là tốt Nó là đối với những cái cổ phiếu này mình cứ chờ đợi một cái tín hiệu về mặt dòng tiền Đấy điều kiện mua của cổ phiếu là giữ nền như năm giai đoạn này em đánh giá là khá là tốt rồi Nhưng mà cái bàn chất nó thiếu đi những cái lượng tiền Thì có thể nói là nó sẽ tạo ra một cái quá trình gãy dầu Nên là những cái con này thì những cái con Hiện tại đã đang có những cái quá trình em đánh giá là nó giữ nền tốt hơn So với những cái con khác Nhưng mà cái yếu tố thiếu đi của nó Chính là một cái tính chất về mặt dòng tiền Những cái phiên nổ volume trở lại để mà nó tạo ra một cái trend tăng mới anh chị ha, đấy nên là mình chờ đợi những cái tín hiệu dòng tiền của những cái mã cổ phiếu này hay là kể cả BIDV cũng thế, đấy rất là kiệt về cái volume, cái thiếu cái thiếu đi của cổ phiếu á chính là một cái yếu tố tích cực hơn chính là những cái lực cầu nào mở biên trở lại. Nói khi nào những cái con này mở biên trở lại lực cầu á, thì anh chị mình thành đi vào Nói mình đánh cho những cái điểm sâu. Còn cái trường hợp mà nó thủng khỏi vùng giá 38 thì bắt buộc anh chị mình phải xử lý trước đã. Anh chị ha bắt buộc xử lý trước đã đối với những cái con như thế này. Để mà mình chờ đợi những cái điểm sâu để tránh những cái trường tình trường hợp giống như là trượt biên giống như là những cái con khác ha là CTG này thủng khỏi vùng này thì rồi thì nhìn chung với một cái volume anh chị mình không nó không có mang tính chất tháo nên là thường những cái con này á nó về lại những cái điểm hỗ trợ giai đoạn trước này đó là chính là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này thì những cái vùng này là có nó có khả năng rất là cao nó sẽ tạo ra một cái quá trình test nền trở lại đó nên là test nền trở lại thì nhìn chung là trước mắt anh chị mình cứ xử lý trước đã để mà chờ đợi những cái nhịp sau ha còn những con liên việt này đấy là những con mà thùng nền volume thấp này thì nó sẽ có một cái quá trình gọi là test nền trở lại test nền không thành công nè test nền nhịp một là những cái nhịp để mà chị mình xử lý thôi nếu mà những con này thành công nó phải giống như là con hoa sen có nghĩa là nó giữ nền quanh cái ngưỡng này nè thì sau đó cái dòng tiền bung nổ lên xác nhận lên thì nó đánh nó mới là một cái mô hình gọi là gãy nền giữ thành công còn giai đoạn này nó thiếu đi những cái lực cầu nó là cổ phiếu nó hồi về lại những cái điểm này đây chính là những cái còn, gọi là cái điểm kháng cự của cổ phiếu thì bắt buộc phải xử lý thôi đây là những cái điểm xử lý của cổ phiếu này hay là những cái con khác mbb này thủng này bắt buộc phải xử lý thôi. Hồi lên vùng nền quanh vùng 17.5 đây sẽ là những cái gọi là cái vùng 17.5 vùng giá 18 á, đây sẽ là những cái điểm kháng cự khi cổ phiếu nó tạo ra những cái điểm hồi Nhưng mà các bạn chắc cái lực nó không có nhiều đâu, nhưng mà trước mắt thì gọi là nó sai xuống thì anh chị mình có hàng thì mình phải xử lý trước đã để mà tránh giống như là nhóm thép này anh chị mình xem qua nè. Nhóm thép này nó cứ trượt 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 trượt, trượt, trượt liên tục. Nhưng mà các bạn chắc ra nó trượt như thế này á, là nó tung khỏi những vùng nền thì phải mình phải xử lý trước đã. Anh chị ha, còn những cái vùng giống như là vùng giá 12 đi là <laughs> là những cái điểm kháng cự khi mà cổ phiếu nó test về đấy là đây chính là những cái vùng kháng cự này hay là con hoa, con nam kim này đấy kỳ vọng cho những cái lực hồi nhưng mà nó không có nhưng mà nên là cái bản chất đối với cổ phiếu đó, giống như là con hò phát nè hôm trước này em mua cái cổ phiếu này để mà mình đánh gấp hàng nhưng mà khi mà cổ phiếu nó sai xuống nó không thành công thì bắt buôn phải hạ thì bài hạ lúc đó thì khi mà là quanh cái ngưỡng giảm 19 á có nghĩa là mình mua 19.5 mình bán giảm 19 có nghĩa là nó lỗ khoảng đâu hai phần trăm đấy chứ còn bản chất để bây giờ thì phải phải là gọi là mình cố đắm ăn soi với cổ phiếu á bây giờ là phải trượt biển rất là nhanh không từ giá 19 và giá 17 đâu có đơn giản đâu anh chị ha Nên là khi mà cổ phiếu này nó trượt còn là thông qua những cái điểm hỗ trợ này vùng giá 18 này khi mà cái lực hồi lên cái vùng này, này này đây sẽ là những cái điểm kháng cự ha khi mà hỗ trợ mà nó thùng quá thì đó sẽ là những cái điểm kháng cự ha nên là trước mắt cứ xa còn là mình mua vì lý do gì thì mình cứ bán vì lý do đó trước đã đấy giống như là những cái con giống như là con à, nam kim này nó thùng giá 12 thì kỳ vọng mười 12 nó đỡ nhưng mà hôm nay nó nó không đỡ được thì có thể là khi mà nó hồi phục lại thì vùng giá 12 chấm mít, giá 13 nó sẽ là những cái điểm kháng cự ngắn của cổ phiếu ha Tiếp theo dòng chứng khoán này HCM này, cái con đỡ tốt nhất mà nó còn trượt biên Đấy, có nghĩa là khi mà nó thùng nè, bắt buộc phải xử lý thôi Ngày mai nếu mà nó hồi lên quanh cái ngưỡng này thì mình sẽ xử lý thôi Anh chị ha, để mà chờ đợi những cái nhịp mới Và những cái con giống như là con SSI này nó đã thông trước rồi Có nghĩa là cái phiên này nó đã thông rồi Nói cái phiên này nó đã thông trước rồi anh chị ha anh nói là cái phiên này mới là những cái phiên xử lý đấy còn những cái phiên mà anh chị mình mua trên này á thì mình phải bắt buộc khi mà cổ phiếu nó nó thủng khỏi những cái điểm dòng tiền vào thì mình phải bắt buộc mình phải xử lý còn những anh chị đánh sống á, mình chặn lại một giá 19 thôi anh chị ha chứ còn bản chắc để nó trước viên như thế này thì nó rất, rất là khó để mà anh chị mình xử lý thì nhìn chung là hiện tại nó đang quanh về lại những cái điểm gọi là cái điểm vùng chân còn sống của chúng ta đi lên nên là nếu mà cái trường hợp mà nó về lại vùng này nó được đỡ và nó bắt đầu nó tích lũy đấy trở lại á thì nó sẽ mở ra những cái cơ hội cho anh chị mình tham gia ở những cái vùng khuôn... giá thấp ha đó nên là mình sẽ cứ tiếp tục mình chờ đợi đối với những cái cổ phiếu như thế này là vci này thủng này đấy, bắt đầu thống này cái phiên này là phiên thống rồi nên là cái những cái cổ phiếu này hồi lên trước mắt anh chị mình cứ xử xử lý trước đã tại vì nó để mà nó vào một cái nhịp sóng mới á, thì nó phải cần có những cái khoảng thời gian nó tích lũy những cần có những cái khoảng thời gian để mà nó cân bằng đáy cần những cái khoảng thời gian để mà nó thu hút những cái lực cầu vào đó thì hiện tại thì cổ phiếu nó chưa biết hoặc là nó không xuất hiện áp lực bán tháo nhưng mà sao vậy nhưng mà cổ phiếu, phiếu nó bị trượt biên đấy nên là mình cứ hồi lên chị mình xử lý trước đã đấy có thể là nếu mà cái trường hợp nó về nó lắp ghép này nó công bằng trở lại thì nó lại sẽ mở ra những cái cơ hội mới cho anh chị mình mua được ở những vùng giá thấp để mình, mình tận dụng những cái cơn sóng tiếp tục mình chuẩn bị cho những cái cơn sóng tiếp tục ha hay là vnd này gì không thủng từ cái phiên trước rồi Đấy thùng nhé 14 từ cái phiên trước rồi cái phiên này là có yếu tố nó trượt biên khi mà nó thùng nó tạo ra những cái quá trình trượt biên rất là sâu Đó nên là cứ sai mình cứ xử lý trước đã anh chị ha để mà đảm bảo toàn vốn cho anh chị mình cho những cái giai đoạn sau ha hay là ban chứng là thép là này, báo động sản nè này, dg nè này, đấy cái phim này là phim cứu người cho anh chị mình nếu mà mình còn kẹp hàng thì thôi lên thì phải xử lý thôi nó tương tự giống như là những cái giai đoạn tiếp theo của những cái nhóm ngành mà cổ phiếu nó trước bị trượt biên đó bị trượt biên mà còn là bị thông qua những cái điểm hỗ trợ gọi là cái điểm nền mà nó hồi lại hồi lại nhịp đầu luôn là cái nhịp để cho anh chị mình xử lý tại vì sao tại vì cái nhịp đầu luôn là cái nhịp để mà nó kiểm tra cái lượng gọi là cái lượng cung hàng mà cái nhịp đầu á thì thường nó rất là nhiều những cái lượng hàng kẹp mà hồi lên là bắt buộc mình phải xử lý trước người ta đã trước người ta chứ không phải là để lúc mà nó gọi là nó nó giảm trở lại thì chị mình xử lý là rất là dễ bán ở những điểm giá thấp anh chị lưu nha Đấy, hay là con xe không thế nè hồi lên xử lý này điểm này điểm xử lý này còn những cái điểm này thì nhìn chung là rất là khó rồi khó rồi tại vì những cái con lỗ lớn con lỗ nhỏ nó bắt đầu nó hình thành là dần những cái con lỗ lớn rồi ha hay là con đất xanh này em cũng đang rất là kỳ vọng con này có nghĩa là nó đang tạo ra những cái quá trình siết biên này nhưng mà sao chị nhưng mà nó thiếu đi cái dòng tiền Nói thiếu đi dòng tiền thì vẫn chưa tham gia đó, đây là chính là những cái gọi là cái điều kiện đánh của cổ phiếu thì cái uh, video gọi là video cuối tuần này đã điều danh mục điều kiện mua này em có cập nhật với anh chị mình á điều kiện đánh tiếp theo này có nghĩa là nó phải còn có những cái quá trình dòng tiền vào đấy nó là hiện tại nó thiếu đi một cái yếu tố dòng tiền thiếu đi những cơn giá đông thì cổ phiếu nó cũng gọi là cổ phiếu nó bị cái tình trạng gọi là nó không tăng được có nghĩa là thị trường của chúng ta hoạt động theo một cái quy luật về mặt cung cầu có nghĩa là khi mà cái lượng cung á để mà cổ phiếu tăng á thứ nhất là phải cung nó giảm đó là những cái điều kiện cần cái điều kiện đầu á chính là cầu nó tăng lên đấy thì lúc đó nó mới tạo ra những cái xung lực nó tăng cho thị trường của chúng ta được tăng cho cổ phiếu của chúng ta được ha đó là cái điều kiện tốt mà giống như là ngày ngày cuối tuần á em có cập nhật với anh chị mình á là cái yếu tố gọi là kiết cung chính là những cái điều kiện tích cực Đến là những cái điểm tích cực Nhưng mà mình phải chờ đợi những cái điểm tích cực hơn nữa Chính là cái phiên gọi là cái phiên mở biên của dòng tiền Nhưng mà hầu như là nó không xuất hiện cái phiên mở biên dòng tiền đó Thì mình sẽ tiếp tục mình chờ đợi cho một cái quá trình cân bằng tiếp theo Đối với cổ phiếu ha là những cái khoản cổ phiếu này này Nó sẽ có một cái điểm kháng cự khi mà cổ phiếu nó hồi lên chính là quanh vùng giá 13 ha động sản này Bóng sản khu nghiệp đó. Khu nghiệp này IDC chung giảm rất là sâu, nói cổ phiếu mà nó bị trượt biên như thế này nó hồi lên cũng phải canh mình xử lý thôi trước mắt hôm trước thì kỳ vọng cho cái dòng tiền nó quay trở lại để mà nó lên giá 42.5 nhưng mà hầu như là dòng tiền nó không có vào thì khi mà cổ phiếu nó bị trượt biên á nó bị thông nền thì bắt buộc phải xử lý rồi ha IDC này hay là VCG này nói điểm hồi lên xử lý này nó sẽ có có những cái mà cổ phiếu nó sẽ cho câu hỏi để cho anh chị mình xử lý nhưng mà các bạn nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái hành động của anh chị mình thôi ha hay là nhóm anh dầu khí này em chỉ kỳ vọng con BVD thôi tại vì sao cổ phiếu nó giữ được nền còn những cái con khác nó không giữ được nền á thì cổ phiếu nó bị trượt biên rất là nhanh đấy BVD này có thể nếu mà ngày mai nó thùng nữa thì em sẽ bắt đầu gọi là mình sẽ cắt những cái hàng vị thế của chị mà, của mình đấy vì thế hôm qua mình tham gia cái này này mai hàng về nếu mà nó trường hợp nó thông giá 17 thì mình cũng sẽ bắt buộc phải xử lý để mà chỉ vậy để mà giữ những cái hàng mức cho đánh cho những nhịp sau còn nếu mà trường hợp nó test về giá 17 á nó có những cái lực đỡ thì đây chính là những cái giai đoạn cổ phiếu nó đang được đỡ cung và mình sẽ tiếp tục mình gia tăng khi mà cái dòng tiền nó quay trở lại đối với cổ phiếu ha đó là mình gọi là tùy vào cái mạng cổ phiếu để mà mình đưa ra những cái chiến lược hành hành động thôi ha thì đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta thì đa phần á nó sẽ chia ra những cái mạng cổ phiếu gọi là nó vận động chung theo thị trường thì có khoảng 80 đến 90 phần trăm các cổ phiếu nó sẽ vận động chung theo yếu tố về mặt thị trường còn nó sẽ ngoài ra nó sẽ có một vài cái mạng cổ phiếu mà nó đi ngược lại xu thế nhưng mà cái xu thế này nó sẽ không nhiều nó có thể là khoảng 10 phần trăm thôi nó đi ngược lại cái xu thế giống như con gái này vẫn tăng nhưng mà đa phần nó mang tính chất của là nó bị điều tiết cao đối với chỉ số thôi tại vì cái lượng hàng trôi nó nó không có nhiều cái lượng hàng trôi nó không có nhiều nên là khi mà cái yếu tố gọi là cái lực cầu nhẹ thôi hay là lực cung nhẹ thôi thì nó sẽ làm cho cái biên độ tăng tăng giảm của cổ phiếu nó rất là lớn đó, thì những cái mà cổ phiếu đó đa phần nó sẽ mang chắc điều tiết thị trường của chúng ta là nhiều đó là đối với cái thị trường chung của chúng ta thì nhìn chung là khi mà nó về lại những cái vùng nền chân như thế này này thì nó sẽ có những cái điểm trận và có những cái yếu tố gọi là cái yếu tố hồi cái, cái những cái lực hồi mình kỳ vọng cho một cái quá trình xong những cái lực hồi đó nó sẽ tạo ra những cái vị thế nó cân bằng để mà nó thu hút những cái lực cầu tiếp theo mở biên lên trở lại anh chị ha thì thường những cái giai đoạn cuối năm là những cái giai đoạn mà nó nhạy cảm về mặt cái lực cầu tại vì lúc đó thì cái lượng cầu để mà nó thu về nó nó làm cái báo cáo các kết quả kinh doanh á của các doanh nghiệp này hay là của các quỹ á thì người ta chưa giải ngân trở lại để để mà nó là thì cái thị trường của chúng ta nó sẽ nó sẽ bị một cái gọi là thiếu đi những cái lực cầu đó nên là mình kỳ vọng sau một cái quá trình gọi là về lại những cái vùng nền chân hỗ trợ của dòng hỗ trợ của chân những cái điểm sóng trước á thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu là tạo ra một cái biên độ tích lũy mới thì lúc đó cái cơ hội anh chị mình mua giá thấp nó lại mở ra đó để mà mình tận dụng cho những cái điểm sóng sau tiếp tục ha khi nào cái dòng tiền nó giải ngân trở lại thì nó sẽ tạo ra những cái quá trình mở biên nó hình thành nên những cái cơn sóng mới thì lúc đó là những cái lúc anh chị mình sẽ tiếp tục mình nắm bắt cho những cái cơn sóng tiếp tục ha còn thời điểm này là những cái thời điểm mà nếu mà anh chị mình lỡ mình đang kẹp về những cái tỷ lệ mà riêng cao á, thì bắt buộc hồi lên anh chị mình phải xử lý thôi hồi lên những cái nhịp đầu này anh em cũng có cập nhật với anh chị mình rất là nhiều lần về cổ phiếu này hay là thị trường này hồi phục lên nhịp đầu là những cái nhịp để mà anh chị mình xử lý xử lý cái danh mục của chị mình chỉ là mình phải hạ cái tỷ trọng tại vì sao anh chị tại vì bây giờ á, là cái gọi là nó không phải là một cái, cái yếu tố đánh sóng nữa nếu mà anh chị mình theo dõi cái kênh youtube của em á là mình đã em cái danh mục mà em đánh sống á hầu như em đã chốt từ giảm từ cái ngày 10 khi mà cái yếu tố testing nó không thành công này giống như là con ai này em đã chốt này chốt từ cái phiên này nè khi mà yếu tố testing nó không thành công thì nó sẽ tạo ra một cái dư địa nó thu hẹp hay là những cái con giống như là con con lbb nè đấy mình mua từ cái phiên này mình bán ra từ cái phiên ngày 12 tháng 12 là cái phiên này à, tới các bạn chắc mình bán ra thì cổ phiếu nó đâu còn tăng quá là nhiều nữa đâu tại vì cái dư địa tăng nó bắt đầu nó thu hẹp hay là những cái con giống như là con kbc nè Đấy, bán ra cũng là bán ra ngày 12 tháng 12 cũng bán ra ngay, ngay cái phiên này thôi nói anh chị ha nên là khi nào đánh đánh sóng thì mình nắm giữ khi mà nó tạo ra những cái yếu tố gọi là dư địa tăng nó thu hẹp á thì mình phải bắt buộc mình chốt mình gọi là chốt ra những cái điểm sóng đó còn những cái con mà mình đánh sâu á đánh sâu giống như con HBG này, đánh những cái trạng thái đánh ngắn gọi là đánh gấp hàng á mình mua từ cái phiên này nhưng mà hàng về nó không gọi là nó không đạt được những kỳ vọng mà nó thùng đi những cái điểm dòng tiền thì bắt buồn phải gọi là bán lỗ lỗ nhẹ ra thôi nhưng mà những cái giai đoạn trên á thì em cũng có cập nhật với anh chị mình á là mình đi chỉ là một cái quy mô vốn kim tự tháp thôi càng lên cao mình càng thu hẹp dần chứ không phải là gọi là không phải là say máu nữa tại vì để mà mình tránh những cái tình trạng nó trượt biên như thế này đấy, ha thì đấy là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta thì chị mình cần chú ý tới cho những cái yếu tố tiếp theo thì khi mà nó tạo ra những cái quá trình gọi là về lại những cái vùng nền này thì mình kỳ vọng cho những cái quá trình hấp thụ vào những cái vùng công bằng đáy để mà nó thu hút những cái dòng tiền giải ngân trở lại đối với thị trường của chúng ta để mà hình thành nên những cái cơn sóng mới thì lúc đó mình sẽ tiếp tục mình nắm bắt tiếp tục ha thì để chuẩn bị cho một cái cơn sóng tiếp tục tốt nhất hay là những cái tín hiệu nó sớm nhất thì chỉ mình có thể liên hệ với em mình, mình đồng hành mình à, gọi là mình phổ cập về những cái kiến thức thì nó sẽ có cái khó coaching, chinh thì khó có chinh này thì à, để mà nó thực chiến á, thì em sẽ gọi là chọn những cái thời điểm nó phù hợp với thị trường để mà mình cùng nhau mình đánh trọn một cái cơn sóng tiêu tục ha thì à, nếu mà anh chị mình muốn đăng ký thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 ha thì à, đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha thì em cũng xin kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta sẽ sớm đón nhận những cái lực cầu mới quay trở lại đối với thị trường để mà nó mở tạo ra những cái dư địa sóng tăng mới mình cùng nhau mình nắm bắt mình cùng nhau mình tìm kiếm lợi nhuận ha em cũng xin kính chào chị mình em cũng xin kết thúc video tại đây